Tại một quán tạp hóa thuộc phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thời điểm này anh Tuấn Anh, 38 tuổi, trú tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, vào quán uống nước và nằm nghỉ trên võng của tiệm tạp hóa. Bất ngờ lúc này có một đối tượng xuất hiện đi vào nơi anh Tuấn Anh đang nằm, hai tay cầm hai dao nhọn. Đối tượng lại gần và bất ngờ vung dao đâm liên tiếp vào người anh Tuấn Anh, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường và đem hung khí đi ném xuống khu vực phía sau nhà bán tiệm tạp hóa. Cái điện là tôi chạy lên liền, khi đến cái khu vực để nét thì không có đâu. Thì có thấy có nhìn vô là tôi thấy cái người nằm đó là tôi nhìn vô có thể còn sống để mà đi cấp cứu á. Tôi nhìn vô là thấy cái tình trạng này là không chắc cái chết rồi, vẫn nhúc nhích mà không cử động gì cả. Tôi thấy chết rồi. Rồi tôi nói tôi để yên vậy, đừng ai đụng nữa. Thì là tôi mới ở trên kia nó chạy về. Nói trên kia thì hay nó chạy về cả là nó dừng xe ngay đó, nó nhìn rồi hắn nói là cái con chó này ai chết không ăn bị giục đi. Thì là nó đi ra. Nó đi thẳng cái đường nó đi ra thì tôi đi theo, thì tôi sợ nó là nó ngã rồi nó sử dụng để người khác rồi tôi đi theo nó. Lực lượng công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng xác định Nguyễn Hữu Toàn, 40 tuổi, trú tại phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài là đối tượng gây án. Toàn đã bỏ trốn trong tình trạng vẫn còn ngáo đá. Lực lượng công an đã tổ chức truy bắt được đối tượng sau đó gần 1 giờ đồng hồ. Sau một ngày, cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát đưa đối tượng trở lại hiện trường tìm hung khí gây án, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh táo. Do có ảo giác sau khi chơi ma túy đá, còn gọi là ngáo đá, nên trong đầu Toàn lúc đó cứ nghĩ nạn nhân đang trộm đồ nên đã ra tay thủ ác. Lý do gì mà người ta đang nằm ngủ bóng ở đây đó người ta? Nó nằm mình nghỉ ở là nó lấy gọi là lấy tiền lấy bạc rồi đó. Rồi ấy rồi đâm. Sử dụng ma túy đá từ năm 18 tuổi, nếu không đi vào con đường nghiện ngập, có lẽ thanh niên này đã là một cậu sinh viên đã tốt nghiệp đại học và là người có ích cho xã hội. Nhưng đã gần một năm nay, em lại phải đi điều trị methadone để chấm dứt cơn nghiện của mình. Từ heroin, em chuyển sang dùng ma túy đá. Mỗi lần sử dụng là mỗi lần một cơn ảo giác khác nhau. Lúc em chưa đá vào thì em ra ngoài đường thì em thấy cái thùng rác, em kiểu là có người dừng em và em cứ để ý ra đằng sau rồi. Mình không chú ý, không để ý ở đằng trước ấy ạ, mình để ý đằng sau xem có ai đuổi theo mình bắt mình không. Em thấy mệt mỏi trong người, mà cả em không ngủ được, không ăn uống gì được, mà đó em mất kiểu đau đầu. Triệu chứng của người nghiện ma túy đá rất khó nắm bắt. Nhiều người có biểu hiện bất thường như bỗng dưng cười nói liên tục, mất ngủ liền mấy ngày, chăm học hoặc phấn chấn đột xuất. Đối với vợ chồng xuất hiện quan hệ tình dục đột biến quá nhiều. Những người sống xung quanh đối tượng cần cảnh giác trước sự xâm nhập của ma túy đá. Bất cứ lúc nào trong cơn phê, các đối tượng này cũng có thể hành hạ sát hại người thân của mình. Có những ảo giác mà đồng thời có bệnh nhân có những cái quan tưởng bị hại hoặc có những cái quan tưởng như thấy máu chảy, bệnh nhân sẽ có những cái hành động rất ư là gây tấn công mọi người và có thể gây thiệt hại cho bản thân. Ngáo đá là trạng thái loạn thần do sử dụng ma túy đá. Những người này sẽ bị mất khả năng kiểm soát cảm xúc, nhận thức, hành vi và xuất hiện những hoang tưởng ảo giác như bị theo dõi, bị truy hại, ghen tuông nên dễ có hành động gây nguy hại cho bản thân và người xung quanh. Người xung quanh mà bị thế thì thật sự là tôi rất sợ. Rất sợ với những cái người mà ngáo đá như mình gọi là ngáo đá là mình là rất sợ bởi vì cái hành động của người ta là mình không thế nào mà mình biết trước được như nào. Tôi nhìn thấy nhiều rồi và người ta cũng lên kiểu người ta ngáo đá và người ta lên đu dây điện với cả đi ra ngoài đường cầm dao với cả dọa nhiều người. Điều đáng lo ngại là các đối tượng sử dụng ma túy thường có diễn biến tâm thần âm thầm, người ngoài khó nhận biết để sớm ngăn chặn. Từ những thực trạng trên, cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội, có hình thức xử lý thích đáng đối với những chủ tài khoản đăng tải nội dung tiêu cực. Cái độ tuổi như vậy thì rất thích tìm hiểu, rất thích tìm tòi, rất thích tự khẳng định mình và thể hiện một cái sự dùng ma túy đá để thể hiện một cái sự đẳng cấp trong một cái số đông trong bạn bè. Chính vì thế mà với giới trẻ thì rất dễ bị cái tội phạm về ma túy lợi dụng để lôi kéo vào trong cái việc sử dụng ma túy. Liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, từng bước loại những thông tin độc hại, ngăn chặn sự lan truyền khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng trên hết vẫn là ý thức của bản thân giới trẻ, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, chủ động tìm hiểu tác hại của ma túy gây ra cho bản thân và xã hội. Đặc biệt, không thử, không tham gia sử dụng ma túy dù chỉ một lần.